bỏ qua cái phần hành chánh đi. Bệnh án hậu sản, lý do vào viện, thai 38 tuần 5 ngày, cộng đau trăng bụng dưới, ra nhất hồng âm đạo, tiền sử gia đình chưa ghi nhận bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, bệnh lý di truyền. Bản thân nội khoa chưa ghi nhận được bệnh lý, ngoại khoa chưa ghi nhận bệnh lý, phụ khoa có kinh 57 tuổi, kinh nguyệt đều, chu kỳ kinh là 28 ngày, số ngày hành kinh là 3 ngày, tính chất kinh là kinh đỏ sẫm, lượng dừa, không đau bụng khi hành kinh. Rồi khoan 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 đi anh. À, thôi để cho nhanh á. Thì không có gì lên à, mình cũng giải quyết vấn đề đó được ha. Hỏi về trình bày mất cái thời gian trình bày này nữa, tại mình không có sửa, mình không có nắm được cái vấn đề nữa ha. Dạ Được được. không? Rồi. Bây giờ tối thì thời thì bạn ở trong ngày làm nhanh đi. Rồi bệnh án hậu sản bình thường á là đi lâm sàng với các bạn thấy rõ không? Vậy là thấy rõ chưa? Đủ đủ to chưa? Thì mình bỏ qua ha, cái ngày giờ vào viện thì mình phải ghi nhận là trên cái hồ sơ bệnh án nó có thể hiện, thì cái này mình không nói rồi. Vào 2:30 ngày 6 tháng 12 2020. Trời ơi, bệnh án này cả năm trời rồi ha. Rồi, lý do vào viện. Theo các bạn á, thì lý do vào viện như vậy là đúng đúng đúng, đúng chưa? Lý do vào viện á, thì đối với một cái bệnh án hậu sản á, thì có thai hay không thì mình sẽ đưa vào cái lý do đầu tiên. Có thể là một hai lý do. Lý do đầu tiên là có thai. Thai bao nhiêu tuần? Rồi kèm theo cái bất thường gì đó mà mình vào viện thì đau bụng dưới với lại ra nhất hồng, vậy thì tương đối được. Hai lý do vào viện vậy là tương đối được rồi. Rồi tiền sử gia đình, tiền sử gia đình thì mình sẽ ghi nhận cái này hình như nó hơi ngược ngược á, mình tiền sử bản thân trước rồi mình mới tiền sử gia đình chứ. Nếu mà theo cái form này á, thì là tiền sử gia đình á, thì mình sẽ ghi nhận các bệnh lý có thể di truyền có liên quan yếu tố nguy cơ tới lần mang thai của bà mẹ này. Ở đây ghi là tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, bệnh di truyền thì cũng tương đối được rồi ha. Rồi về tiền sử bản thân, đây nội khoa chưa ghi nhận bệnh lý, quá chung chung, cái này mình phải ghi ra là đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc là bệnh lý tuyến giáp, hoặc là những cái bệnh lý mà có ảnh hưởng đến thai kỳ, mình thận ha, những cái bệnh mà ảnh hưởng đến thai kỳ mình phải ghi ra nè, bệnh thận nè, bệnh tim nè, nhưng mà đặc biệt á thì mình chú ý tới là đái tháo đường, tăng huyết áp và tuyến giáp ha. Rồi ngoại ngoại khoa, tô cái chỗ này lên cho mau đi. Rồi ngoại chưa bệnh lên không, không không phải ghi nhận ngoại khoa tiền phẫu thuật. Vậy thì nó sẽ về phụ khoa ghi nhận có kinh đầu tiên, chu kỳ kinh nguyệt, có kinh năm 17 tuổi, kinh nguyệt chu kỳ 28 ngày, hành kinh ngày, lượng màu sắc. Rồi chu kỳ kinh về thì ha, các ghi nhận các phương pháp tránh thai, các phương pháp tránh này nè, các bạn sử dụng thai hàng ngày các bạn nên ghi rõ ra là loại, sử dụng bao lâu, thời gian sử dụng ha. Và ngưng bao lâu khi thai, ngưng thuốc. Đây. Về phụ khoa thì mình không phải là
không có phẫu thuật phụ khoa không, cái này không có đúng. Và mình phải ghi nhận đó là có bệnh lý viêm nhiễm, có bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa không ha, rồi có tiền sử phẫu thuật luôn. Viêm nhiễm phụ khoa nếu mà có thì mình phải ghi nhận là có điều trị hay không, loại thuốc, thời gian bao lâu, mình phải ghi nhận những cái yếu tố này luôn. Rồi sản khoa mình ghi nhận là kinh cuối, không có nhớ rõ, tại vì về cái kinh nguyệt á thì mình đã ghi nhận ở đây là chu kỳ kinh đều hay không đều, rồi bao nhiêu ngày, hành kinh bao nhiêu lâu rồi, thì ở dưới sản khoa mình chỉ ghi nhận là kinh cuối thôi. Rồi dự sanh, rồi dự sanh thì mình theo ngày này là theo ghi rõ ràng ra là ngày này theo siêu âm tuần thứ mấy của thai ha, hoặc là theo kinh cuối, hay là theo nếu mà hỗ trợ sinh sản á, thì theo ngày ngày thụ tinh hoặc là ngày chuyển phôi. Thì cái dự sanh này là tùy theo, mình phải nêu rõ phương pháp mà cái mốc để mà xác định cái ngày dự sanh này ra ha. Rồi năm lấy chồng, tiền thai, tiền thai 2002, lần đầu sinh thường, không mình không có ghi chung chung vậy, mình phải ghi con lần đầu sanh thường hay là sanh mổ đây. Nè, con lần một hay là lần hai gì đó, rồi gồm những yếu tố gì, phương pháp sanh, cân nặng của bé ha, rồi có bất thường sau sanh của mẹ và bé luôn ha, thời gian nằm viện. Rồi tới bé hai, con lần hai đó, thì nó cũng tương tự vậy. Bệnh án này những cái phần ghi chú này thì tôi sẽ các bạn Hoài Anh đó ha. Rồi hết tiền sử nội khoa, ngoại khoa, phụ khoa, sản khoa, đến bệnh sử. Thai phụ mang thai lần 3, thai 38 tuần 5 ngày. Rồi, đây, cái chỗ này mình phải thêm vô là phát hiện thai khi thai bao nhiêu tuần ha. Khám thai lần đầu bao nhiêu tuần, chỗ này khám thai định kỳ tại phòng khám tư, tiêm ngừa uốn ván 2 mũi vào tháng thứ tư và tháng thứ năm, thai phụ ngán trong 3 tháng đầu. Ngán là gồm những cái gì, ngán ghi ngán không thì nó không có rõ ràng, triệu chứng đây. Ha. Phát hiện thai mái vào tuần thứ 16, có bổ sung sắt, canxi, folic đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ. Trong quá trình mang thai tăng 10 kg, diễn tiến thai kỳ bình thường. Rồi thiếu quá trình mang thai này, cái bệnh sử quá trình mang thai này thiếu ha. Đây, trong quá trình mang thai, thai phụ khám thai định kỳ tại phòng khám tư. Nghe tới ngay chỗ này thì mấy bạn phải nêu ra là lần đầu tiên khám thai, là thai phát hiện có thai á, là thai bao nhiêu tuần, giống như hồi nãy ngay chỗ vị trí này. Rồi trong quá trình mang thai thì có sàng lọc sơ sinh không, rồi có sàng lọc trước sinh không, và sàng lọc những cái gì, các phương pháp sàng lọc, kết quả sàng lọc như thế nào.
phải nêu rõ ra sàng lọc ở 3 tháng đầu, 3 tháng giữa, 3 tháng cuối, sàng lọc có sàng lọc không, sàng lọc những cái gì và kết quả bình thường hay bất thường thì bất thường như thế nào, phải nêu ra ở cái phần khánh thành định kỳ này. Rồi tiêm ngừa có sử dụng thuốc, đây tiêm ngừa nè, rồi trong quá trình mang thai sử dụng thuốc ngoại những cái thuốc bổ sung sắt, canxi, folic đầy đủ nè. Tôi nói nhắc lại với mấy bạn ha, trong quá trình mang thai không những phải bổ sung sắt, canxi và axit folic, ngoài ra còn phải bổ sung thêm vitamin DHA và rất nhiều cái vi lượng khác, cho nên là có bổ sung sắt, canxi, folic được rồi, đừng có đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ, tại vì như đây là nó chưa có đủ ha. Có bổ sung cái gì thì mình nêu cái đó thôi, mình đừng có nói là có bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng hay là đầy đủ thuốc bổ sung trong thai kỳ thì nó không có đủ đâu. Rồi có phát hiện thai máy ở tuần thứ 16, quá trình mang thai rồi trong cái khám thai này á, thì sàng lọc ở 3 tháng đầu, mình sẽ nói tới sàng lọc ở 3 tháng đầu là sàng lọc những cái gì. Sàng lọc những cái xét nghiệm sàng lọc như là double test, NIPT, rồi tiếp theo đó những tháng sau á, là có triple test, chọc ói rồi sinh thiết ra nhau, hoặc là với lại sàng lọc tiền sản giật ở 3 tháng đầu, rồi sàng lọc đái tháo đường ở những người nguy cơ cao và nguy cơ thấp, thì mình phải nói ra là có sàng lọc những cái đó hay không và sàng lọc ở thời điểm nào, kết quả ra sao luôn ha. Quá trình mang thai, thai phụ tăng 10 kg diễn tiến thai kỳ bình thường, rồi tới đây, rồi tới cái phần mà cái đó là quá trình bệnh tiền bệnh sử trong cái quá trình mang thai, đến cái bệnh sử trong cái lý do nhập viện, cách nhập viện 2 giờ, thấy đau trần bụng dưới, ra nhức họng âm đạo lượng nhiều. Đây, cái bất cập ngay chỗ này, đó là ra nhớt hồng âm đạo lượng nhiều. Lượng nhiều là bao nhiêu? Nhớt hồng âm đạo này lượng nhiều là bất thường rồi. Ngay chỗ này, thì các bạn phải xem lại. Nhớt hồng âm đạo thì thường nó ra ít hả? Nó không có ra nhiều, mà nhiều này là lượng bao nhiêu mà đánh giá là nhiều. Nó ra 300-400 ml máu rồi. Thì cái đó là bất thường không? Nhớt hồng âm đạo thì thường nó không có nhiều ha, chỗ này nó sai sai. Thai phụ không sốt, không nôn ói, không tiêu chảy, không sử trí gì, người nhà đưa đến viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Cái chỗ này thì mình không sốt, không nôn ói, không tiêu chảy, không sử trí gì, mình không cần nói cũng được. Và mình phải đánh giá là đau trần bụng dưới này nè, nó có giảm không, nó có lan đi đâu không, rồi nó có triệu chứng gì khác không, chứ mấy cái không không này mình khỏi cần nói ha. Đau trần dưới ra nhớ hồng âm đạo ngày càng nhiều hay sao rồi mới đưa đưa đến nhập viện ở đa khoa Trung ương Cần Thơ thì vậy thì được. Còn cái không sốt, không nôn ói, không tiêu chảy này nó không có ý nghĩa lắm, mình không cần đưa vô ha. Tình trạng lúc nhập viện khi nhận sinh hiệu, mạch nè, mạch 80 bình thường, huyết áp 130/80, không có tăng huyết áp, tim thai vẫn còn ha, tim thai 145, xét ghi nhận về các tử cung vùng bụng, ước lượng cân nặng thai, âm đạo ra nước, có tử cung ngôi đầu ói còn. Rồi âm đạo ra nước này là nước gì, mấy bạn ghi nhận tình trạng bệnh triệu chứng mà mấy bạn không có cảm thấy nó bất thường so với lại cái khám lâm sàng của mình ha, không thấy nó bị mâu thuẫn hả? Âm đạo ra nước là ra nhớt hồng ngay chỗ này nè, ra nước này á ghi một cái triệu chứng mà nó tự mình tự làm cho mình khó lên. Âm đạo ra nhớt hồng hoặc là âm đạo ra nước là nước ói, hay là mình phải nghe chỗ này người ta sẽ đặt câu hỏi á, là ra nước này là ra nước ói hay là ra nước tiểu, rồi mà mình lộn với lại ra nước ở dịch ra dịch âm đạo nữa, rồi
hay là lộn với lại cái nhớt hồng âm đạo mà nó có dịch âm đạo á, thì mình phải coi lại cái triệu chứng này ha, ghi cái triệu chứng này mà ở dưới này lại xác nhận là ổ còn, thì cái nước này là cái nước gì, cái chỗ này nó mâu thuẫn nhau ha. Rồi cái nếu mà theo cái này thì mấy bạn ghi là mấy bạn ghi nhận lại trên cái hồ sơ bệnh án, thì mình phải coi thêm một cái nữa, đó là cân co tử cung đâu, có tim thai rồi bắt tim thai rồi vòng bụng ước lượng rồi khám trong cổ tử cung ngôi ói gì tùm lum chưa, rồi cân co tử cung đâu thiếu ha. Nhưng mà thường á cái tình trạng lúc nhập viện này nè thì thường á là mình sẽ ghi nhận cái triệu chứng cơ năng, chứ ai đâu mà cho mấy bạn hồ sơ bệnh án để mấy bạn ghi triệu chứng thực thể này đâu hả, giống như bệnh án nội khoa vậy đó, thì tình trạng lúc nhập viện là triệu chứng cơ năng. Rồi khi nếu mà các bạn hồ sơ bệnh án á thì mấy bạn phải ghi cho đủ, và để mà mình đánh giá mình viện luận cái khúc sau nè, rồi chẩn đoán lúc nhập viện con lần 3 thai 38 tuần 5 ngày ngôi đầu ói còn chuyển nhà giai đoạn tiền thời, xử trí theo dõi sinh hiệu tim thai rồi diễn biến chuyển dạ xem thường thông các mai tần sinh môn quá trình chuyển dạ diễn ra bình thường. À, đây ha, rất là sơ sài. Dạ chuyển xanh phương pháp xanh có cắt thường hậu sản á, thì là sinh thường có cắt mai tần sinh môn không, biến tuyến sau xanh ao mãi cái thời điểm xanh đó nha. Rồi tình trạng bé các bạn ghi chứ không biết là mình nhập lâu lâu nhập mà tại sao không được cái thời điểm xanh và sau rồi thì mới bắt đầu xanh, xanh thường có các mai tần sinh môn hay không, có băng huyết sau xanh không, có biến chứng sau xanh không, rồi tình trạng của bé ha. Theo trên đây thể hiện thì là khám hậu sản này là hậu sản ngày thứ ba rồi, thì diễn tiến bệnh phòng ngày 1, ngày 2. Ngày 1 thì tỉnh, sản dịch lượng vừa màu đỏ sẫm, không máu cục, không hôi, tiêu tiểu bình thường, 24 tiết sữa. Diễn tiến bệnh phòng thì các bạn sẽ ghi nhận triệu chứng cơ năng và khai thác cái khai thác từ sản xuất ha, lâm sàng thấm à là hậu sản ngày thứ hai hả, thì mình ghi diễn tiến rồi hiện tại sản ngày thứ hai thì cơ năng thì rồi thả tổng trạng nhiệt độ mạch huyết áp nhịp thở không không tim phổi vú khám bụng và chuyên khoa, quay qua tới khám bụng và chuyên khoa bụng mềm không sẹo mổ cũ tử cung co hồi trên vệ khoảng 11 cm mật độ chắc không đau. Rồi đánh giá chủ yếu phần bụng thì mình nhìn tử cung, đánh giá tử cung sự co hồi tử cung, đánh giá sản dịch chuyên khoa thì mình đánh giá sản dịch rất là vô cùng đáng hậu,
ở trên này sanh thường không cắt mai tầng sinh môn, ở dưới này khám bụng và chuyên khoa không vết cắt tầng sinh môn, rất là vô duyên. Ở trên đã nói rõ là không có cắt tầng sinh môn, ở dưới này nêu lại không có vết mai không có vết cắt tầng sinh môn, rất là vô duyên. Cái này thì mình có thể là không có vết mai, không có mai, thì nếu mà không có cắt á thì có thể nó bị rách, rách thì mình phải mai. Ở trên mình nói là không có cắt tầng sinh môn, ở dưới là mình khám mình thì đương nhiên không có cắt đó thì không có vết cắt rồi, nhưng mà có thể rách hoặc là có thể rách, rách thì mình phải mai lại, thì mình coi có rách không, coi còn vết rách không. Một số vết rách nhỏ thì không có chảy máu xước thôi đó, thì mình không có mai. Còn nếu mà rách nhiều chảy máu thì mình phải mai, mình phải đánh giá là có vết mai không, chứ tự nhiên đánh giá có vết cắt không là không đúng ha. Rồi tử cung, đánh giá tử cung, đánh giá sản dịch, lượng ít đỏ sẫm không mùi hôi. Cái này mấy bạn phải đánh giá chi tiết lại, lượng ít là bao nhiêu băng vệ sinh nè, hai chỗ sản dịch này nè, lượng nêu rõ ra, lượng ở ngày thứ hai thì tính chất như thế nào, có bất thường không, bất thường là có mùi hôi hay là có máu cục, máu có máu cục không, hay là có cái mảng gì đó ra giống như là sót nheo nó ra không, thì mình phải đánh giá bất thường này. Tính chất là màu đỏ sẫm, đỏ tươi hay là màu nâu gì đó, màu đen gì đó, thì mình phải đánh giá ra tính chất. Lượng lượng là bao nhiêu băng vệ sinh trên một ngày, và cái hỏi là cái băng vệ sinh đó là băng vệ sinh loại lớn hay loại nhỏ ha. Các cơ quan khác chưa ghi nhận bất thường. Ai, tới khám bé. Bé tỉnh rồi. À, khám vú ở trên này hả? Khám vú thì hai vú cân đối không đau. Đầu sữa khám vú thì chủ yếu là mình khám coi có lên sữa hay chưa, nó có bất thường gì cái những cái vấn đề lên sữa không nha, vú nó cũng tập không vậy thì cũng được rồi. Rồi khám bé, khám thóp, sao không có khám bụng à, ngực bụng di động theo nhịp thở. Rồi cái bé từ tiểu tiện. Ủa chỗ này tự tiểu tiện là sao, chỗ này tôi không hiểu ha, cái gì kỳ vậy, tự tiểu tiện là sao, thì em bé nó tiểu tiện có bình thường không, thì không phải ghi nhận lượng nước tiểu rồi phân đi bao nhiêu lần rồi phân màu gì, tính chất màu sắc nó là sao, thì tự dưng ghi vô tự tiểu tiện là sao, không hiểu chỗ này ha. Rồi không bất thường dị dạng, cái này là sao nữa, không phải ghi ra là có không có dị dạng ngoài, không có dị tật ngoài chứ không bất thường dị dạng thì đâu biết là những gì ha. Mình khám bé thì mình chỉ đánh giá được cái gì dị tật ngoài thôi, còn dị tật trong á thì thường mình ít có đánh giá được lắm. Khám bụng rồi tới khám cái bú, phản xạ nguyên thủy tốt, cơ động tứ chi bình thường. Nó chỗ cử động tứ chi bình thường này nó không có rõ nghĩa, mình phản xạ tốt là được rồi. Rồi tóm tắt bệnh án. 41 tuổi, ra 2002 vào viện vì lý do sau 2 giờ nhập viện thai phụ sinh thường.
không cắt tần sinh môn, sinh được bé nặng ép ga, hiện tại hậu sản ngày thứ hai ghi nhận. Đỏ sẫm không mùi hôi, hai vú không đau, tiết sữa lượng ít, bé chẩn đoán hậu sản sanh thường ngày thứ hai sanh thường không, hậu sản ngày thứ hai sanh thường không cắt may tần sinh môn, hiện tại chưa ghi nhận bất thường. Chỗ chẩn đoán này các bạn có thể bổ sung thêm là hậu sản sanh thường ngày thứ hai không cắt may thần sinh môn, con lần mấy thai bao nhiêu tuần đó, rồi hiện tại chưa ghi nhận bất thường ha, cho cái chẩn đoán trước 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 sanh vô nữa, chứ nếu mà nhìn cái chẩn đoán này thì sẽ không biết được là thai bao nhiêu tuần, con lần mấy, ngồi gì ha, thì mình tốt nhất là mình thêm vô cái chẩn đoán trước trước sanh vô nữa. Rồi hướng xử trí. Hướng xử trí á, đã nói là hướng xử trí rồi thì mình sẽ không có được xử trí với điều trị cụ thể. Hướng xử trí là mình nghỉ ngơi như thế nào, rồi mình nêu ra, rồi sau đó mới tới xử trí cụ thể. Đã hướng xử trí là chỉ là cái hướng thôi, còn chừng nào xử trí điều trị cụ thể á, thì mình mới nêu ra là thuốc, rồi theo dõi những cái gì, chăm sóc những cái gì. Các bạn chú ý cái phần này. Rồi sao thuốc, rồi thuốc gì hả, thuốc gì, thuốc rồi để chống ở đây là mình án rồi, để chống đây thuốc, thuốc gì rồi bổ sung sắt với canxi hả, mình phải nêu thuốc ở đây là thuốc gì. Cái này là qua phải còn tí nữa mà là điều trị ha, thì thuốc thì các bạn phải cụ thể ra, sinh thường thì mình sẽ thường sẽ cho kháng sinh điều trị, đối với hậu sản thì sẽ cho kháng sinh điều trị ha, có kháng sinh không, có cho kháng sinh điều trị hay không, rồi ngoài ra còn sẽ thêm thuốc gì nữa. Một số phác đồ thì thường là chỉ cho kháng sinh thôi, và một số bệnh viện đó, khi đi lâm sàng đó, thì nó sẽ cho theo đó là cầm máu coi hồi tử cung tùy vô bệnh viện, nhưng mà mình học là mình nén đó, thì là mình đánh giá coi có cần sử dụng kháng sinh hay không, thì mình cho kháng sinh ở cái chỗ thuốc này ha. Ngoài ra nếu mà có bất thường gì đó thì mình mới cho thêm thuốc khác, còn nếu mà cái hậu sản thường thôi đó, thì mình không cần. Chế độ theo dõi chăm sóc ở ngày thứ hai rồi thì mỗi ngày một lần. Cái gì vậy? Đã hồi nãy nói sơ rồi thì trong thời gian hậu sản nhằm nằm viện á, thì mình theo dõi 2 ngày một lần, theo dõi tổng trạng co hồi sản dịch vú bé, chăm sóc ngày có một lần hả, chăm sóc sản phụ vệ sinh thay băng ăn uống đủ chất đâu không, đã chăm sóc rồi thì mình đưa ăn uống lên trên, mình đưa ăn uống lên trên rồi mình tới vệ sinh, uống rồi vận động. Uống gì, vận động các bạn chú thì bắt đầu vận động sớm là vận động như thế nào, chạy bộ hay là khiêng giá gì đó, nêu ra ở đây thì động sớm vận động sớm thì gồm có là vận động nhẹ nhàng, tại giường, nếu mà khi là sau 6 giờ thì có thể lại nhẹ nhàng ha, rồi vệ sinh âm hộ, vệ sinh âm hộ
tầng sinh môn nếu mà có cắt may tầng sinh môn. Thay băng vệ sinh, thay băng 4 đến 6 giờ trên lần. Tắm bé chăm sóc rốn, rồi tư vấn. Tư vấn các dấu hiệu nguy hiểm. Đây, dấu hiệu dinh dưỡng, nghỉ ngơi. Nuôi con bằng sữa mẹ. Nuôi con bằng sữa mẹ thì mình mới vừa học phần lý thuyết rồi ha. Đây, học phần sinh. Rửa sạch khô. Này là tư vấn. Tư vấn về các vấn đề sàng lọc sau sanh. Tư vấn thôi, còn người ta muốn làm hay không đó, thì tùy vô người ta. Ngừa. Tắm nắng, trời ơi. Người ta trong bệnh viện rồi, nắng ở đâu mà tắm. Mày là với lại những cái nghiên cứu sau này á, thì cái việc tắm nắng cho bé mà để hấp thu để trong cái mà điều trị làn da nó không còn tác dụng nữa, cho nên mình phải coi lại ha. Ngừa thai sau sanh thì mình phải tư vấn biện pháp ngừa thai. Đối với hậu sản thường thì cái trường hợp này tùy vô từng bà mẹ cụ thể mà mình có cái tư vấn biện pháp ngừa thai. Mình tư vấn biện pháp cho người ta rồi người ta thấy cái biện pháp nào phù hợp thì người ta lựa chọn, chứ mình không có áp đặt cái biện pháp ngừa thai cho người ta ha. Thì mình phải chọn ra những cái biện pháp nào tối ưu nhất, rồi tiếp theo thứ tự tiếp theo là cái gì. Chứ mình đối với một cái bệnh án cụ thể thì mình sẽ không có nêu ra hết tất cả các biện pháp ngừa thai. Và lên mình phải chọn ra là một hoặc hai biện pháp. Ví dụ như bú vô kinh thì sau cái thời gian bú vô kinh đó, sau 6 tháng á. Ủa mà bú vô kinh trong 4 tháng đầu rồi hả? Đây, trong 4 tháng đầu là không đúng ha. Bú vô kinh thì thường là sau 6 tháng. Ủa, trong thời gian 6 tháng đầu thì sau cái khoảng thời gian 6 tháng này nè thì mình phải thêm một cái biện pháp. Ví dụ mà mình chọn biện pháp đầu tiên là bú vô kinh thì mình phải có cái biện pháp thứ hai sau cái khoảng thời gian 6 tháng bú vô kinh đó, thì mình sẽ chọn một cái biện pháp phù hợp thứ hai sau khoảng thời gian này, chứ mình không có nêu ra tất cả các biện pháp mà có các biện pháp ngừa thai vậy là không đúng ha. Bộ một người mà sử dụng hết bốn biện pháp này luôn hả? Không đúng nha. Mình nêu một đến hai biện pháp, biện pháp ưu tiên đầu tiên hết đó, thì mình phải tốt nhất là mình phải nêu ở đầu tiên, và nếu mà đủ thời gian đó, thì mình nên nêu lý do nữa ha. Chứ mình không có nêu ra hết tất cả các biện pháp tránh thai này, của học nhiều mà nêu nhiều rồi vậy thì không không có chính xác. Tại vì bệnh án này là mình làm trên một bệnh nhân cụ thể, một người cụ thể, cho nên là sẽ có biện pháp cụ thể cho trường hợp đó. Mình không có nêu hết tất cả các người thai. Tiên lượng do tương lai sản khoa không có, thai kỳ nguy cơ cao, tuổi mẹ mẹ sinh lần. Tiên lượng nếu bạn chung chung đó, dự phòng rồi hết. Rồi nhìn chung á, thì cái bệnh án này nó là một cái hậu sản thường, không có cái gì bất thường nên cũng không có gì để nói nhiều. Về bệnh án hậu sản á, thì vấn đề cần nắm là những cái gì? Đầu tiên là các bạn phải ghi nhận được cái lý do vào viện. Thứ hai nữa là tiền sử, đặc biệt chú ý tới tiền sử sản khoa. Thì con lần mấy rồi, những bất thường gì ở những lần sinh con trước, tiền sử sản khoa ha. Rồi về bệnh sử thì đối với một bệnh án hậu sản
thường thì các bạn phải ghi nhận được quá trình khám thai, bệnh sử là quá trình khám thai, quá trình mang thai, tiếp sau đó là cái diễn tiến từ lúc nhập viện cho tới lúc sanh, thì mình phải ghi nhận được cái diễn tiến đó. Cái diễn tiến đó mấy bạn ở đối với cái bệnh án này thì mấy bạn được ghi được có 2,5 vòng, 2 vòng thêm tí nữa, gom đi gom lại chừng 2 vòng, thì này là nó không không ấy ha. Mình mới ghi nhận được là cái diễn tiến chuyển dạ lúc sanh cho tới lúc diễn tiến từ lúc nhập viện cho tới lúc sanh, rồi đặc biệt là cái giai đoạn chuyển dạ mà giai đoạn hoạt động á, thì mình phải ghi nhận lại. Rồi sau sanh diễn tiến bệnh phòng thì mình sẽ ghi nhận lại những cái bất thường trong sau sanh, đặc biệt là trong 2 giờ đầu sau sanh có bất thường gì không, mình phải chú ý tới cái tình trạng là băng huyết sau sanh nha. Rồi khám lâm sàng thì mình phải chú ý tới khám vú, khám bụng chuyên khoa và khám bé. Tóm tắt bệnh án thì mình phải nêu bật lên được cái vấn đề đó là lý do vào viện, diễn tiến cái quá trình sanh và sau sanh thì khám có ghi nhận gì bất thường hay không, tình trạng mẹ và bé. Chẩn đoán thì ngay chỗ này mình phải thêm vô là cái ý là thai nhiêu tuần, rồi chuyển dạ giai đoạn gì, rồi sinh thường các mai tần sinh môn hay không ha. Hướng xử trí thì cái này là điều trị rồi chứ không còn hướng xử trí nữa, còn hướng xử trí là chỉ là một hai ý gạch đầu dòng thôi. Thuốc cụ thể ra là thuốc gì, theo dõi chăm sóc thì giống như cái phần hồi nãy hậu sản sinh thường tôi có trình bày đó, thì chăm sóc như trong giai đoạn hậu sản thì gồm chăm sóc những cái gì, theo dõi những cái gì ha. Rồi tư vấn sàng lọc sơ sinh, tư vấn ngừa thai, đây ngừa thai sau sanh là các bạn cần phải chú ý, tại vì nếu mà các bạn lỡ rơi đi thi mà lỡ rơi vô cái bệnh án hậu sản thường á, dạ, cái đó chút nói sao đi. À, người thai sau sanh là các bạn phải học những các biện pháp tránh thai, chỉ định, chấm chỉ định của từng loại và thời gian sử dụng ha. À, dạ. Tiên lượng dự phòng. Rồi rồi vậy vậy thì thi. Nên nếu mà bắt phải một cái bệnh án hậu sản là bệnh án hậu sản thì thi cần phải nắm những cái vấn đề gì? Khi mà hỏi lâm sàng thì cần phải nắm những vấn đề gì? Đầu tiên, các bạn phải nắm được tất cả các vấn đề về hậu sản thì các bạn phải nắm rồi đó không nói, nhưng mà thường sẽ hỏi về những cái vấn đề như là khám thai, lịch khám thai, lịch khám thai định kỳ, những cái sàng lọc trước sanh ha. Đó là mình sẽ đi từ đầu tới tới từ bắt đầu từ lúc bắt đầu mang thai cho tới lúc kết thúc qua giai đoạn hậu sản, thì sẽ thường sẽ hỏi là lịch khám thai, sàng lọc trước sanh và sàng lọc trong quá trình mang thai, đó là gồm có những sàng lọc gì. Rồi quá trình nhập viện thì sẽ chú ý là các giai đoạn chuyển dạ, có thể hỏi là các giai đoạn chuyển dạ sinh lý, cái quá trình chuyển dạ, những bất thường trong quá trình chuyển dạ, trong quá trình sanh, trong quá trình chuyển dạ thì có thể hỏi là các giai đoạn chuyển dạ, rồi các cái ngôi thế kiểu thế trong quá trình sanh ha, cơ chế sanh ngôi chõm, cắt mai tần sinh môn, có thể hỏi hết sự chứa giai đoạn 3 tích cực hỏi luôn. Rồi chỉ định sanh ngã âm đạo trên mô lấy thai cũng có thể hỏi. Đặc biệt về bệnh án hậu sản thì sẽ chú ý tới cái vấn đề là sự co hồi tử cung và sản dịch, rồi mình phải đọc thêm về phần đó để mà hỏi ha. Rồi nếu mà có trong quá trình hậu sản có bất thường thì sẽ có thể hỏi tới nhiễm khuẩn hậu sản, băng huyết sau sanh. Tiếp theo đó thì sẽ hỏi tới tư vấn sàng lọc sơ sinh. Sàng lọc sơ sinh là gồm những bệnh gì, sàng lọc gì, thực hiện như thế nào. Rồi tư vấn các biện pháp ngừa thai, những cái biện pháp ngừa thai nào phù hợp trên cái đối tượng bệnh nhân của cái đối tượng sản phụ mà anh chị làm bệnh án. Rồi ngoài ra thì có thể thêm những cái biện pháp thứ hai, thứ ba, ưu tiên thứ hai, thứ ba nữa ha. Rồi tư vấn ngừa thai rồi tới gì nữa, có thể hỏi những cái gì nữa,
Cái câu hỏi mà kinh điển nhất mà mấy anh chị không bao giờ, ít khi nào trả lời đầy đủ ý, đó là khám sự co hỏi tử cung. Sẽ khám cái gì? Sinh lý quá trình co hỏi tử cung, mấy anh chị thường sẽ không có nói, không có nói đầy đủ. Rồi xong. Thì lâm sàng về hậu sản thường đó, thì thường sẽ hỏi những vấn đề đó nhiều quá ha. Cái đó là chung cho mấy cái bệnh án, một số phần đó là chung cho mấy cái bệnh án khác luôn đó, bệnh án sản bệnh luôn luôn á. Rồi mấy anh chị có thắc mắc gì không? Tôi cũng không biết là đợt này mấy anh chị thi bệnh án hay thi cuối cuối học phần, không biết thi như thế nào ha, thì cái đó để hỏi lại. Rồi có gì thì sẽ thông báo với mấy anh chị sau, nhưng mà trên tinh thần là chắc trong giai đoạn dịch này thì mình không có đi lâm sàng, mình không có thi bệnh án rồi đó, nên không biết là sẽ thi như thế nào ha. Rồi về lý thuyết và về phần bệnh án thì mấy anh chị có thắc mắc có hỏi gì không?